Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà anh Nhận quý vị. Cũng địa chỉ là cũ quý vị ở ấp Tân Hưng, xã Tân Hưng của mình, Chợ Gạo Tiền Giang quý vị. Hôm nay anh cũng có về một lô phô mai tứ quý mới quý vị. Anh cũng muốn quay cho quý vị xem và giao lưu cái lô phô mai của anh đang nằm vị trí bên trong quý vị. Còn những hàng này là anh chiều nay anh gửi quý vị ơi. Đây những lô phô mai của tứ quý của anh nè quý vị. Anh cũng mới về anh xịt vệ sinh sạch sẽ đó. Rồi em chào anh Nhận. Chào ông Phi. Chào cô chú anh chị miền nước. Bữa nay mình có gì đâu mai tứ quý cũng mong cô chú anh chị coi và ủng hộ cho mình. Rồi mình cũng thay mặt anh Nhận với tất cả anh em mua bán cái kiểm miền Tây ha. Đã ủng hộ cho những anh em trong suốt thời gian qua như ảnh ủng hộ kênh YouTube Ba Phim Một Trường ha. Cũng xin cảm ơn rất nhiều và chúc cho quý vị các bạn có nhiều sức khỏe, thành công và mua bán thuận lợi ha. Rồi mình vô cái số 1 anh. Tất cả cũng đều sống bao ship toàn nhất quốc nha quý vị. Bao sống bao ship toàn quốc. Cây số 1. Chiều cao là 127. Rồi chiều cao 100m27 quý vị. Quỳnh là 25. Rồi bình 25 chuẩn quý vị, cũ nở ha. Rồi xây dòng đế luôn anh. Đây đế cũng đều ha quý vị, cũ nở rất là nở quý vị ơi, cũ rất là lực ha. Tay cành đóng khá đều quý vị. Rồi cây số 1 giá luôn anh ơi. Rồi cây số 1 có giá là 1.200.000 đồng. Rồi mà số 1 giá 1.200.000 quý vị. Rồi chuyển cây. Tất cả đều bao sống bao ship toàn quốc quý vị. Cây số 2. Một cây dáng trực lắc nhẹ quý vị ơi. Cây số 2 là chiều cao 129. Chiều cao 129 quý vị. Rồi quanh 27. Rồi quanh 27 chuẩn quá vậy. Rồi xây dòng đế luôn anh. Đây một đế quái thú quá vậy. Đế quái nôm sổ ha. Đó nguyên một đế ha. Tay cành cũng khá đều ha quý vị. Trực lắc nhẹ ha. Một thân một cốt ha. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 2 có giá là 1.300.000. Rồi mã số 2 giá 1.300.000. Rồi chuyển cây luôn. Số 3 là chiều cao 110. Rồi chiều cao 1m1 quý vị. Quỳnh 25 đi. Rồi bàn tính và 25 quý vị. Một cây cũng đế nơm không quý vị. Nơm sổ không quý vị. Đây nó sổ xuống khoảng 1 gan gần gan tay nha quý vị. Quái ha. Cái dòng cụ nó cũng khá lớn quý vị. Dòng lũ dắt cũng có ba mấy ha. Dán trực không quý vị. Cũng tay cành khá đều ha. Rồi mã số 3 giá luôn anh ơi. Rồi cây số 3 có giá 1.300.000. Rồi mã số 3 giá 1.300.000. Chuyển cây. Cây số 4. Chiều cao là 87. Chiều cao 87 quý vị. Quỳnh là 25. Rồi quỳnh 25 chuẩn quý vị. Rồi một cây cũng đế nơm không quý vị. Nôm quái ha, nôm sổ ha quý vị. Tứ diện hết luôn ha. Này về cho bên sai cũng được nha quý vị. Tùy theo tầm mắt. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 4 có giá là 950.000. Rồi mã số 4 giá 950 quý vị. Rồi chuyển cây. Tất cả đều qua sống ba xếp toàn quốc quý vị. Cây dáng số 5. Dáng quái. Là 85. Chiều cao 85 ha quý vị. Quỳnh là 26. Rồi quỳnh 26 chuẩn quý vị. Cũng là đế nôm luôn ha quý vị. Nôm sổ ha. Cây dáng quái ha quý vị. Ở dưới đây là rất là lực quý vị. Nguyên con mật cái bọt nó luôn ha. Về chơi bonsai cũng được ha quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 5 có giá là 1.300.000. Rồi mã số 5 giá 1.300.000. Chuyển cây luôn. Cao 1m. Chiều cao 1m quý vị. Rồi hoành 28. Rồi hoành 28.
Hoành 28. Rồi 38 chuẩn quý vị. Rồi xây dòng đế luôn anh. Đây đế mặt tiền quý vị, có bên kia hơi bị yếu đế ha quý vị. Nói chung tiền nào của nấy ha quý vị. Bên kia là đế mặt tiền rất đẹp, nhưng mà cây này nhà này mắc kia quý vị, tay cành đóng thứ diện ha. Dán trực ha, một thân một cốt ha, tay cành thì quá đều ha quý vị. Vút ngọn luôn ha. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 5, số 6 này có giá là 1.400.000. Rồi mã số 6 giá 1.400.000 quý vị, rồi chuyển cây luôn. Rồi mã số 7, một cây phong cao không quý vị. Cây số 7 này chiều cao là 134. Chiều cao 134 không quý vị. Hoành 29. Rồi hoành 29 chuẩn quý vị. Đây đế đặt kẹo luôn quý vị, đế lực ha. Đế rất là to ha quý vị. Nơm cắm sổ hết đều có hết nha quý vị. Bộ đế khỏi chơi ha, cái dòng cũ này chắc tầm phải 30 hơn nhận. Rồi biết cái gì. Hoành 35, dòng cũ tới 35 ha quý vị. Cây này rất là cây ha. Tay cành cũng khá ha quý vị. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi cây số 7 thì giá là 1.500.000. Rồi mã số 7 giá 1.500.000 quý vị. Rồi chuyển cây. Cây số 8 chiều cao là 92. Rồi mã số 8 chiều cao 92 quý vị. Hoành là 23-22. Rồi hoành tính 22 thôi quý vị. Rồi xây dòng đế luôn anh. Đế em khá đế ha quý vị. Đế hay quái ha. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi cây số 8 có giá là 500.000. Rồi mã số 8 tính 500.000 quý vị. Rồi chuyển cây tiền nào của nấy quý vị ơi. Cũng rất mong được sự ủng hộ từ quý vị các bạn gần xa cho anh Nhẫn video này ha. Xin cảm ơn. Đây này khủng quá quý vị ơi, nhưng mà mình thấy nó bự. Rồi cho chiều cao luôn anh. Cái này hoành bự à. Chiều cao là 127. Rồi hoành 38. Rồi hoành 38 quý vị. Đế khá đế ha quý vị. Cây này nói chung là dáng quái ha quý vị. Này nó thoát thân lên tam tài ha quý vị. Vậy quý vị cũng cắt sao cắt ha. Mọi người tầm mắt khác nhau. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 9 có giá là 1.800.000. Rồi mã số 9 giá 1.800.000 quý vị. Mã số 10 cây này về quý vị chơi tàn dụ được ha. Cao là 84. Chiều cao 84 ha quý vị. Phụ nở ha. Hoành 28. Hoành 28. Đế có điều bốn mặt ha quý vị. Đế rất là to ha. Củ nở ha quý vị. Tay cành đóng trên khá đều chơi tàn dụ được nha quý vị. Rồi giá luôn anh. Cây số 10 là có giá 1.000.000. Rồi mã số 10 giá 1.000.000 chuyển cây luôn. Cây số 11 chiều cao là 133. Chiều cao 133 quý vị. Rồi hoành 23. Hoành 23 chuẩn quý vị. Đây cây nhỏ mà đế rất là lực quý vị. Đế rất là to ha. Có đều bên bốn mặt ha quý vị. Tay cành thì cũng dán trực ha. Tay cành cũng khá ha quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 11 có giá 900.000. Rồi mã số 11 giá 900.000 quý vị. Rồi chuyển cây luôn. Kéo bàn xích ra. Kéo bàn xích ra cho để giúp chụp anh. Chiều cao là 90. Rồi chiều cao 90 ha quý vị. Cây này hoành 33. Hoành 33 ha quý vị. Đây đế cũng khá đều ha quý vị.
để em có điều bốn mặt ha, có đủ hết ha. Đây lùng lực cây ha quý vị, cây rất lực, tay cạnh khá ha quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi cây súng này có giá là 1.200.000. Rồi mã số 12 giá 1.200.000. Rồi chuyển cây luôn. Rồi chiều cao 123 quý vị. Hoành là 27 chứng. Rồi hoành 27 chứng quý vị. Đây đế cũng đều bốn mặt không quý vị. Đế là có tứ diện hết luôn nha quý vị. Đế sổ nồi nồi luôn quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 13 có giá 1 triệu. Rồi mã số 13 giá 1 triệu quý vị. Rồi chuyển cây. Chiều cao là 115. Chiều cao 115 quý vị. Hoành 29. Rồi hoành 29 quý vị. Cây này để biết quý vị ơi, để rất lực ha, có điều bốn mặt không quý vị, nơm sổ một nồi luôn ha. Đó, một để được khỏi chê ha quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 14 là có giá 1.400.000 đồng. Rồi mã số 14 giá 1.400.000 quý vị. Rồi chuyển cây luôn. Tất cả anh nhận cũng đều bao sắm bao xếp toàn quốc thôi quý vị. Cây số 15. Cây số 15 một cây lùng lực bonsai quý vị ơi. Chiều cao là 58. Rồi chiều cao 58 quý vị. Lùng lực bonsai tay cầm đóng tứ diện ha quý vị. Hoành 30 chứng. Rồi hoành 30 chứng quý vị. Đây đế có điều bốn mặt nha quý vị. Để quái luôn ha. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 15 có giá là 950.000. Rồi mã số 15 950.000 quý vị. Quý vị. Rồi cây số 16. Một cây tam tài quý vị ơi. Tài. Rồi chiều cao là 79. Chiều cao 79. Rồi đo tổng hết luôn anh. Tổng hết là 42 chữ. Rồi, tổng hết 42 chữ quý vị. Rồi anh đo cái thằng chủ đây luôn đi ha. Đây quý vị tham khảo. Thằng chủ là 20. 20 chữ quý vị ơi. Rồi xây dòng đế luôn anh. Đây đế này quý vị. Cũng có đều hết bốn mặt ha quý vị. Có đều hết nha quý vị. Đây anh vẫn có nhưng mà anh không khai thác nha quý vị. Có đều hết bốn mặt. Đây về ghép phong sai cũng ok quý vị. Rồi giá luôn anh. Số 16 này có giá là 1.200.000. Rồi mã số 16 1.200.000. Rồi chuyển cây luôn. Chiều cao là 114. Rồi chiều cao 114 quý vị. Hoành là 24. Rồi hoành 24 quý vị. Rồi xây dòng đế luôn anh. Đây đế lực ha quý vị. Hoành to mà để đất đế hoành nhỏ đế rất là to ha quý vị. Đều bốn mặt ha. Tay cành khá ok quý vị. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi cây số 17 có giá là 900.000. Rồi mã số 17 giá 900.000. Chiều cao là 85. Rồi chiều cao 85 ha quý vị. Hoành là 29. Rồi hoành 29 chuẩn quý vị. Rồi xây dòng đế luôn anh. Đế bàn sổ ha quý vị. Đế bàn có điều bốn mặt luôn ha. Đế khỏi chê ha.
Đây nó có mấy mặt cắt chút anh nhận anh xử lý keo là hết nha quý vị, yên tâm không quý vị. Những chỗ đó là những điểm mà ta bị chặt quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 18 có giá 950 ngàn. Rồi mã số 18 950 quý vị, rồi chuyển cây luôn. Rồi cây số 19 luôn. Số 19 dáng giống như thú ha. Cũ nở hả quý vị? Cao là 90. Chiều cao 90 ha quý vị. Hoành 23. Rồi hoành 23 quý vị, cũ rất nở ha. Nguyên một bạch cũ luôn hả quý vị? Có mấy con rễ này như là đâu phải rễ, rễ mít phải không anh nhận? Có rễ nó. Rễ nó hả? Em tưởng rễ mít chứ. Cũ rất nở hả quý vị? Rồi giá luôn anh. Cây số 19 này có giá 850 ngàn. Rồi mã số 19 850 quý vị, rồi chuyển cây luôn. Cây này nặng dữ à. Cây này nguyên một bạch, bạch đế luôn ha. Nguyên nguyên cái nồi đế luôn. Cây này dáng trực quá đẹp quý vị ơi. Mà tay cầm khá ha. Rồi chiều cao 1,5 m. Rồi chiều cao 1,5 m quý vị. Rồi hoành 31. 31. Chứng. Rồi anh đo cái nồi đế luôn anh. Đo cái nồi đế dòng cũ cho quý vị tham khảo luôn ha. 82. Rồi tính 80 cũng được quý vị. Nguyên cái nồi đế này cũ đế nó sổ ra 80 nha quý vị. Nó đế đặc kẹo luôn quý vị. Đế là khỏi bàn gãy đâu hết, quay dây vòng từ từ cho quý vị tham khảo. Rồi mình đi lên tay cành cho quý vị xem ha. Dán trực ha quý vị. Tay cành khá ha. Rồi giá luôn anh ơi. Cây số 20 này có giá là 1.700.000. Rồi mã số 20 giá 1.700.000. Rồi chuyển cây luôn. Cây số 21. Chiều cao là 80. Chiều cao 80 quý vị. Còn là 31. Rồi trừ hao cho quý vị dân văn đây còn 30 chuẩn đi quý vị. Để em khá đế ha quý vị. Cây kia lùng lực không mà cũ nở ha quý vị. Tay cành cũng khá đều ha quý vị. Rồi giá luôn anh. Rồi cây số 21 này có giá 800 ngàn. Rồi mã số 21 800 ngàn quý vị. Rồi chuyển cây luôn. Cây 22. Một cây lùng mini. Chiều cao là 81. Tay cành là quá đẹp. Hoành là 23. Rồi hoành 23 chuẩn quý vị. Khá hoành đế khá không quý vị. Tay cành thì đóng tứ diện ha quý vị. Ha. Tay cành thì quá xá luôn ha. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi cái số 22 này có giá là 850 ngàn. Rồi mã số 22 850 quý vị. Hoành 129. Chiều cao 129 quý vị. 129. Lộn hoành. Hoành thân là 26. Rồi hoành thân 26 quý vị. Rồi xây dòng đế luôn anh. Đế thì cũng có điều bốn mặt hết nha quý vị. Đế tứ diện ha. Sổ đâu ha quý vị. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi cây số 23 này có giá 800 ngàn. Rồi mã số 23 giá 800 ngàn quý vị, rồi chuyển cây luôn. Cây 24. Rồi cây 24 là cây cũng là cuối clip luôn cô chú. Rồi cây 24 là cây cuối clip nha quý vị. Chiều cao là 117. Chiều cao 117 quý vị. Hoành 28. Rồi hoành 28 quý vị, rồi xây dòng đế luôn anh. Đây nồi đế luôn quý vị. Tại cạnh cũng khá không quý vị. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi cây số 24 này cũng có giá là 800 ngàn. Rồi mã số 24 800 ngàn quý vị.
Rồi, cũng cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu xem hết video clip ha. Cũng rất mong được sự ủng hộ từ quý vị và các bạn đừng xa cho anh Nhẫn để có thêm động lực tìm những cây đưa ra giá cả hợp lý cho quý vị xem và giao lưu của anh Nhẫn ha.